Đại học cao đẳng trên toàn quốc cũng đang gấp rút hoàn thiện đề án tuyển sinh riêng của mình để xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối tháng 9. Đi tiên phong trong đổi mới phương thức tuyển sinh, Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoàn thiện phương thức đánh giá năng lực đầu vào của riêng mình, một phương thức được cho là khoa học, hiện đại và hiệu quả. Cách làm của đơn vị này hoàn toàn có thể giúp tham khảo cho các trường đại học đang tìm hướng đổi mới trong tuyển sinh. Kỳ thi đánh giá năng lực để sàng lọc các thí sinh trúng tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay vào các hệ chất lượng cao. Hoàn toàn khác với các phòng thi truyền thống, thí sinh không làm bài thi trên giấy mà làm trực tiếp trên máy tính. Các em không thi riêng lẻ từng môn mà làm một bài thi tổng hợp với 140 câu hỏi trong thời gian 195 phút. Bài thi kiểm tra kiến thức toán học, ngữ văn và cho phép thí sinh tự chọn thi kiến thức khoa học tự nhiên hay kiến thức khoa học xã hội. Em cũng biết sử dụng máy tính nên là những cái thao tác về trả lời câu hỏi, tích trả lời câu hỏi thì không có gì khó khăn ạ. Nó không chỉ yêu cầu những cái kiến thức mà bọn em học để thi đại học như là các cái khối bọn em học là toán, tiếng Anh và ngữ văn ạ, mà nó tích hợp kiến thức của rất là nhiều môn ạ. Nó còn yêu cầu cả một cái kiến thức xã hội khá là cao ạ. Theo thiết kế của những người xây dựng bộ đề, các bài thi có độ phân hóa cao với 20% số câu ở cấp độ dễ, 60% ở cấp độ trung bình và 20% ở cấp độ khó. Nội dung bài thi có thể đánh giá được các năng lực cốt lõi như năng lực nhận thức, năng lực tổng hợp, phân tích, sáng tạo, năng lực thẩm mỹ và khả năng tư duy. Từ kết quả của Đại học Quốc gia thì tôi nghĩ rằng nếu như có thể chia sẻ rộng hơn thì với cái bộ công cụ đánh giá đủ lớn và cái độ phân tầng, phân giải rất là cao thì tôi nghĩ rằng có thể nhiều các cái trường đại học khác có thể sử dụng cái kết quả của cái đánh giá của Đại học Quốc gia để có thể chọn người vào học của mình. Rất nhiều công việc đã được triển khai trong 10 năm qua, từ xây dựng đội ngũ, hoàn thiện bộ đề đến xây dựng nền tảng, hạ tầng công nghệ phục vụ cho đổi mới tuyển sinh. Đây là phần mềm được thiết kế riêng để quản lý công tác thi. Phần mềm này cho phép quản lý toàn bộ hoạt động thi từ khi thí sinh đăng nhập vào máy tính, thực hiện các thao tác, quá trình làm bài thi cho đến khi hoàn tất, thoát ra khỏi hệ thống. Thách thức lớn khi thi trên máy tính là phải đảm bảo sự an toàn, đồng bộ và tính bảo mật cao. Chúng tôi tính toán tất cả những cái khả năng mà có thể là gây ra cái sự không đảm bảo an ninh cho kỳ thi. Từ những cái lỗi có thể do thí sinh gây ra, hay là nếu thí sinh cố tình có sự gian lận thì chúng tôi đều có tính toán, và nếu có gian lận thì chúng tôi trên hệ thống chúng tôi đều biết được. Tại cuộc họp mới đây của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đổi mới giáo dục, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tham khảo, nghiên cứu phương thức của Đại học Quốc gia Hà Nội để ứng dụng vào kỳ thi lớn của đất nước. Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ áp dụng phương thức đánh giá năng lực mới để tuyển sinh vào các trường đại học thành viên của mình ngay vào năm 2015, trước khi diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, và có thể sẽ thi nhiều lần trong năm để tạo thêm cơ hội cho các thí sinh. Tiếp tục chương trình là một số tin tức từ Đắk Lắk, Cần Thơ và Long